Trong chuyến thăm Hà Nội lần này, Lan Phương đã dành thời gian tới nha khoa Tuấn Vân để cùng tìm hiểu về các phương pháp điều trị nha khoa và nha khoa thẩm mỹ hiệu quả cao, an toàn, không gây đau. Tại đây, cô đã được tiếp cận với những công nghệ cao trong nha khoa như làm trắng răng, răng sứ, nắn chỉnh răng, cấy ghép implant cũng như các phương pháp điều trị nội nha hiệu quả, nhẹ nhàng, không gây đau. Lan Phương khá bất ngờ bởi việc điều trị nha khoa nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với cô tưởng tượng ban đầu. Và điều không thể không nhắc tới đó là những bác sĩ có tâm, giàu kinh nghiệm cũng sẽ giúp mỗi người, mỗi gia đình yên tâm gửi gắm sức khỏe của mình. Lan Phương xin chào quý vị khán giả của chương trình Sức Khỏe Cho Mọi Nhà. Ngày hôm nay thì Lan Phương có dịp đến thăm nha khoa Tuấn Vân và sẽ có dịp được nói chuyện với lại bác sĩ Phạm Quốc Vân và sẽ cùng bác sĩ để tìm hiểu về phòng khám cũng như là những điều đặc biệt ở phòng khám này. Em chào bác sĩ ạ. Thì hôm nay em có dịp được đến thăm phòng khám thì cũng chẳng mấy khi ra Hà Nội. Hôm nay mới được đến một phòng khám cũng rất là nổi tiếng ở tại Hà Nội. Thì được gặp anh thì em rất là muốn được nghe anh giới thiệu nhiều hơn về phòng khám của mình cũng như là những điểm đặc biệt của phòng khám so với những phòng khám khác. Thì anh cũng rất là vinh dự được đón Lan Phương. Cũng biết em lâu rồi nhưng hôm nay phòng khám rất là vinh dự. Em đã đến thăm phòng khám và tìm hiểu một số cái dịch vụ của phòng khám. Thì anh cũng giới thiệu qua với em thì nha khoa Tuấn Vân thì thực ra bọn anh hoạt động đã được từ năm 1998 đến nay. Thì hiện nay nha khoa Tuấn Vân có hai cơ sở chính. Cơ sở 1 là trên số 67A phố Hàng Cót, quận Hoàn Kiếm, còn cơ sở 2 là 80 Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy. Thì phụ trách chuyên môn chính của nha khoa Tuấn Vân ý, là anh là bác sĩ Phạm Quốc Vân. Ngoài ra còn có bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn. Thì bọn anh là đều tốt nghiệp chuyên khoa 1 chuyên về răng hàm mặt của Học viện Quân y. Ngoài ra phòng khám còn kết hợp với rất nhiều các bác sĩ trẻ mà được đào tạo rất cơ bản của Viện Đại học Viện Đào tạo Răng hàm mặt Hà Nội. Hiện nay thì tất cả mọi người đều rất là quan tâm đến vấn đề thẩm mỹ, đặc biệt là thẩm mỹ răng miệng. Thì trong cái vấn đề thẩm mỹ răng miệng thì bao gồm những vấn đề gì và chúng ta sẽ có những phương pháp nào để chữa trị và để làm cho những cái vấn đề đó trở nên tốt hơn? Cái đơn giản nhất là lấy cao răng và làm bóng răng định kỳ. Thì cứ 6 tháng ta đi lấy một lần thì riêng cái chuyện đó nó cũng làm cho răng sạch và nó đỡ bị cáu vàng đi theo thời gian. Còn cái cách thứ hai ấy, là người ta tẩy răng. Tẩy răng thì lúc nãy anh vừa nói là người ta có hai cách, tẩy tại phòng khám và tẩy tại nhà. Còn cái phương pháp nữa ấy, là nó làm cho những cái hàm răng mà nó thay đổi toàn diện cái màu răng cũng như men răng luôn, đó là bọc răng thẩm mỹ. Thì những cái hàm răng mà màu nó quá là vàng, màu nó quá xấu hoặc là thậm chí nó hơi khấp khểnh thì người ta có thể mài răng và người ta bọc những cái chụp răng sứ lên. Thì đây thì răng người ta mài đi cho người ta đúc những cái vỏ bằng sứ này, người ta chụp lên, chụp tất cả các răng mà khi mà mình nói nó lộ ra ấy, thì thông thường là 10 răng trên và 10 răng dưới đấy, thì toàn bộ 20 cái răng đó sẽ được bọc cái sứ ra bên ngoài, gọi là làm răng thẩm mỹ. Ngoài ra thì bây giờ mọi người cũng rất là quan tâm đến vấn đề mà định hình, chỉnh hình hàm răng của mình, giống như là răng hô hoặc là răng móm hoặc là răng mấp mô, thì ở đây thì mình có những phương pháp nào? Cái răng mà lệch lạc, răng mà không đúng cung, thì răng chen trúc, răng hô, răng vẩu, răng móm thì hiện nay là được mọi người rất quan tâm. Thế thì tất cả những trường hợp đó thì hoàn toàn có thể đưa về cái cung răng chuẩn và sau một thời gian điều trị nó sẽ trở lại trạng thái rất bình thường. Ví dụ như là nha khoa Tuấn Vân hiện nay đang áp dụng những cái phương pháp nắn răng chính ấy, đó là nắn chỉnh răng bằng cái hệ thống mắc cài gắn trên mặt răng. Thế thì sau khi mà chụp phim chẩn đoán lên kế hoạch điều trị xong ấy, thì bác sĩ sẽ gắn những cái mắc cài lên răng và dùng cái hệ thống dây thép, dây chun điều chỉnh răng, thậm chí phải nhổ bớt răng đi để lấy cái khoảng để đưa những cái răng hô phía trước nó lùi ra sau. Để giúp cho những bệnh nhân giống như em, những người muốn đến đây thì họ an tâm hơn về cái vấn đề đau đớn đấy ạ. Qua nhiều năm kinh nghiệm
là những cái phương pháp gây tê, rồi thì cái thuốc tê mình đảm bảo thì sau khi gây tê đúng chỗ, gây tê với cái thuốc tê tốt thì những cái vùng mà nhạy cảm nhất thì hoàn toàn nó bị vô cảm, nó không đau gì cả. Sau khi gây tê tốt rồi thì điều trị tủy cũng như nhổ răng là bệnh nhân hoàn toàn không thấy đau. Anh có thể khẳng định được cái điều đó. Và bệnh nhân đến với nha khoa Tuấn Vân cũng một phần là vì làm răng không đau. Cảm ơn bác sĩ ạ. Quý vị khán giả thân mến, vậy là hôm nay chúng ta đã có cơ hội được cùng tìm hiểu nhiều hơn về phòng khám ở nha khoa Tuấn Vân cũng như là những cái phương pháp điều trị nếu như mà chúng ta có bất cứ một vấn đề gì với răng miệng, và đặc biệt hơn là chúng ta cũng đã biết cách để phòng chống để lúc nào cũng hàm răng của mình cũng ở trong trạng thái là đẹp nhất và mạnh khỏe nhất. Thì nếu như có ai có nhu cầu cần chữa trị với hàm răng của mình thì đừng ngần ngại để đến với phòng khám nha khoa Tuấn Vân nhé.